Thì lần này Nam tới đây là để gặp một chị tên là Bảo Ngọc, cũng là một cựu siêu mẫu Việt Nam. Chị có việc này, chị muốn nhờ em và xem em tư vấn dùng tất cả những cái kinh nghiệm của mình để xem là có hỗ trợ được chị không. Cái ngôi nhà này là của nhà văn nhà thơ Trần Dần. À. Đi đến ngôi nhà thì cái người anh chị chủ là cháu của bác Trần Dần. Thì anh ấy đã để không một thời gian dài vì thực ra cũng không có người ở. Góc này nhìn ra thì em cảm giác đúng chất là kiểu Hà Nội ấy. À, đầu tường là nhà của nhà văn nhạc sĩ Văn Cao. Để tạo thành một món ăn ngon ấy, đối với người Hà Nội thì nó phải là rất là nhiều thứ quan trọng. Đấy, thế chị. Cái sự kết hợp, tức là ví dụ như ở món bún đậu nhá, ngoài cái bún sạch ngon thì cái thịt chân giò là điều quan trọng nhất. Nếu mà để tóm lại trong vòng ba cái tính chất mà nổi bật nhất của cái tiệm nhà mình, tiệm bún đậu mắm tôm Trần, thì chị bề cho chị nói 3 câu thôi, thì chị sẽ nói câu gì để mọi người tới đây? Nhiệt tình, đồ ăn sạch sẽ và giá cả cũng phải chăng. Các bạn thân mến, đợt này rảnh thì Nam ở Hà Nội thôi, thì có cơ hội đi khám phá Hà Nội cũng như là gặp gỡ anh em bạn bè. Thì hiện nay thì Nam đang có mặt tại một con phố có tên gọi là Vũ Hữu Lợi. Cái con phố này nó rất là ngắn và ít người biết, chắc hẳn là nhiều bạn nghe cũng thấy lạ đúng không? Đây rồi, xin mời các bạn hãy cùng Nam vào đây. Đây là một con phố mà Nam thấy rằng là có rất nhiều những cái bán rất nhiều những cái hàng ăn cổ, tức là ngày xưa ấy. Đấy, ví dụ như là bia này, bún chả này. Đây cũng có thể gọi là một con phố ẩm thực, đây có gà tần này. Và cái quán mà chị mời Nam là quán bún đậu mắm tôm. Và không biết được rằng là có cái gì độc đáo ở đây không? Để chúng ta cùng vào làm quen với chị nhá. Rồi. Em chào anh chị, chào mọi người. Chị rồi có khỏe không ạ? Thực ra cái thời gian nó cũng giúp mình kiểu bình phục hơn. Và nói chung cuộc sống trở lại nếp sống bình thường. Nói chung là em hôm nay thấy chị có vẻ rạng rỡ hơn ấy. Em biết là mọi thứ nó đang đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn rồi. Thế ngày hôm nay Hà Nội mặc dù đang rất lạnh nhưng mà vào cái thời điểm này thì lại còn hửng nắng, rất là ấm áp. Là em, khi mà chị gọi em ra đây phát là em nhận lời đồng ý luôn. Thì không biết là ngoài mời em ăn bún đậu mắm tôm ra thì chị có cái điều gì muốn nhờ em à? Không, nhờ thì rất là muốn là trân trọng mời Nam á. Tại vì có một dịp gặp nhau ở cà phê Đang Đang rồi ấy. Mình ngồi với nhau mình thấy là Nam rất là thú vị. Một cái người mà đi khắp nơi mà kiểu khám phá toàn những điều đặc biệt. Nhưng mà chưa khám phá về Hà Nội bao giờ đúng không? Tức là thì mình chưa xem cái quan trọng là Nam đã hơi bị lãng quên với cả Hà Nội và những cái món ngon và món vỉa hè ở Hà Nội. Thế là hôm nay thì vừa trời mát nhưng lại nắng lại ấm. Nên là rất muốn là được gặp Nam hôm nay. Tức là chỉ cùng thưởng thức thôi chứ không phải là nhờ em việc gì đâu đúng không? Em cứ tưởng là có việc gì đấy rất là kiểu quan trọng ấy. Và em đến với tâm lý nó hơi căng thẳng một chút, nhưng chị nói thế rồi thì lại thấy thoải mái. Hôm nay sẽ được ăn món gì? Thực ra ở bún đậu Trần thì sẽ có món bún đậu là món chính. Ngoài ra thì từ các cái nguyên liệu của bún đậu thì mình có thể có thêm một món giả cầy cho ngày mùa đông. Thì cái món giả cầy nó cũng theo cái cụ phần nguyên liệu đó và cũng có một cái vị của mắm tôm. Và nhất là vào mùa đông thì khi món nóng đấy nó thực sự là cuốn hút và người ăn sẽ cảm thấy kiểu ấm áp hơn. Nhưng mà em nghe chị nói thế thì hình như là đây là quán này của chị à? Quán này thực ra khi lấy bún đậu Trần là vì cái ý tưởng đầu tiên là của anh trai Ngọc. Là cũng là anh Trần Ngọc Long ấy. Ngày xưa anh ở đội đá bóng ở đội Thể Công. Sau cũng thời gian anh làm nhiều việc thì thực ra có thể là đi ăn nhiều hoặc đi nhậu nhiều á. Nên là rất thích mở quán và mình đã cùng anh ý set up cái quán. Và cái quan điểm của mình tham dự vào thực ra chỉ ở cái việc là mình lựa chọn nguyên liệu và cái món ăn nó
nó đúng khẩu vị như là cái cách mà Ngọc đã từng thưởng thức các cái món ăn ở Hà Nội. Mình muốn là giúp anh ấy cái giai đoạn đầu như thế. Thế giờ chị có thể giới thiệu cho em anh trai của chị không? Mời anh Lam ơi. Anh ấy đang rất là bận rộn làm việc ấy. Cái người anh này bạn nói là đang tuổi ăn tuổi chơi, bố bắt về làm ông chủ, 50 tuổi bắt đầu mới khởi nghiệp. Ôi chị cao quá. Em phải ngước lên nhìn. Ôi anh chị đều cao cả. Xin chào anh. Đây cái món này là món nào? Nói chung là hà lấu. Món mới. Do một người bạn rất là giỏi nghề nấu ăn ở trong thành phố thì bạn đi ra và bạn đi làm cho một món mới. Tức là tư vấn cho nhà hàng mình một món mới. Món phá lấu ấy thì rất là đặc trưng ở trong Sài Gòn rồi. Nhưng mà cái cách chế biến thì có vẻ như là cũng hơi khác một chút nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Theo khẩu vị của Hà Nội là một, thứ hai là cái nguyên liệu mình cũng lựa chọn là nguyên liệu cùng một dòng nguyên liệu. Tức là khi mình lựa chọn cùng một dòng nguyên liệu thì các cái nhà cung cấp thực phẩm họ sẽ cho mình được cái tốt nhất. Vâng. Sao cái bún này nhìn thấy lạ thế? Đúng màu rồi. Nó không trắng tinh đúng không? Đúng không trắng tinh. Đây là bún sạch Mạch Tràng. Đây là có thể gọi là một loại bún đen. Thì ở làng Mạch Tràng ở Cổ Loa ấy, họ có một cái cách thức, một cái công thức để ủ bún và không dùng một chút nào về hóa chất, nên là không có cái sự tẩy và không có cái ấy, không tẩy trắng và không để những cái chất bảo quản. Nên là bún họ có sợi bún nó dẻo và nó dai, nhưng mà nó không có cái vị chua khẳng của các cái mùi bún tẩy. Thế mà đây gọi là một cái bún sạch Mạch Tràng. Vâng. Em nghe chị nói thì em cũng cảm thấy là cái món ăn của mình rất là chất lượng và cũng rất muốn thử. Nhưng mà em cũng tò mò là cái quán nhà mình là đã mở được lâu chưa nhỉ? Thực ra quán mới đi vào hoạt động vào cái ngày 30 tháng 4 nhỉ? Đấy, từ 30 tháng 4 là được 7 tháng rồi. Đó. Ngôi nhà này trông đặc biệt, cái ngôi nhà này là của ai nhỉ? Cái ngôi nhà này là của nhà văn, nhà thơ Trần Dần. À. Khi đến ngôi nhà thì cái người anh chị chủ là cháu của bác Trần Dần. Thì anh ấy đã để không một thời gian dài vì thực ra cũng không có người ở. Thì sau khi bác mất thì bác gái lại chuyển đi. Thì bây giờ ngôi nhà vẫn có một cái ảnh di tích của nó, đẹp lắm. À đâu, chị cho em xem với. Bác Trần Dần như là một nhà văn rất là cá tính. Những ngã tư và cây cột đèn, đây là bác Trần Dần này. Đó. Thì những ngã tư và cây cột đèn. Bác có những cái tấm ảnh mà đang ngồi cái bên cái cửa sổ này. Cửa sổ chính ngôi nhà. Đây còn đây ngôi nhà đây. Đây là chính là cái ngôi nhà từ thời xưa đây đúng không ạ? Con trai bác ấy là họa sĩ Trần. Bác ấy mới quay trở lại, anh ấy mới quay trở lại đây và nhìn ngôi nhà này. Mẹ bác gái đang đứng ở cửa, bác Khuê đang đứng ở cửa. Đó. Ngôi nhà khá là cổ và có những câu chuyện rất là thú vị về nó. Khi mà thiết kế sửa sang lại cửa hàng thì mình cũng muốn là lấy lại những cái hình ảnh Hà Nội xưa. Và trên những cái nhịp cầu của Long Biên này thì các bức ảnh được sắp xếp theo một cái cách. Có một họa sĩ cũng bảo mình cũng hỏi là anh ơi em lấy hình ảnh nào, thế là anh ấy bảo là cô ơi nếu mà bán cà phê thì tôi nghĩ ra nhiều cái ảnh Hà Nội xưa, nhưng mà bán hàng bún đậu mắm tôm tôi nghĩ chưa ra. Sau khi mà bác ấy ăn xong một hồi, bác bảo là tôi thấy món này cũng rất ngon và rất là trưng. Tôi nghĩ là cái hình ảnh các cái quang gánh vỉa hè, các cái chợ ấy, các cái khu chợ, không gian chợ và cái hình ảnh quang gánh nó sẽ rất là hợp với các cái món ăn này. Nó sẽ là cái hình ảnh xuyên suốt của những cái bức tranh này. Thế là tự nhiên mình là có một cái tứ để cho cái thiết kế. Thế còn là về bác Trần Dần ấy, là chị vô tình đến đây thuê thì gặp bác ấy hay là có biết từ trước và có sự giới thiệu gì? Ngôi nhà được mua lại của cháu trai của bác Trần Dần. Thì anh chị lại chơi với mình, anh chị muốn là Ngọc ơi về đây làm một cái gì để cho cái nhà nó lấy lại cái sức sống ấy. Và có một cái người, chứ vì ngôi nhà cũng để không khá lâu. Vâng.
Ôi cái góc này rất là đẹp nhá. Góc này nhìn ra thì em cảm giác đúng chất là kiểu Hà Nội ấy. À, đầu tường là nhạc sĩ Văn Cao. À. Như vậy là đây là một con phố gần như là của điểm của văn nghệ sĩ Hà Nội cũng như là của Việt Nam ngày xưa. Ở đây là nơi mà có thể nói các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều những cái ngôi nhà nó tuy không phải quá cổ nhưng mà rất đặc trưng, ví dụ như là những cây bàng lá đỏ này, cây bằng lăng này, rồi những cây phượng. Và ở đây giữa một cái phố thị ồn ào nhưng mà cảm giác như nó vẫn hơi làng một chút. Đấy. Đấy. Ok. Cái động này trông đặc biệt à? Đậu mơ à? Thường là cái bìa đậu mơ nó cũng khá nhỏ. Nhưng khi mình muốn là dán theo kiểu nó vàng đều ấy thì mình sẽ cắt làm 6. Ngồi đây ăn hương. Đấy thì các bạn thể thấy rằng là để tạo thành một món ăn ngon ấy, đối với người Hà Nội thì nó phải là rất là nhiều thứ quan trọng. Đấy, thế chị... Cái sự kết hợp, tức là ví dụ như ở món bún đậu nhá, ngoài cái bún sạch ngon thì cái thịt chân giò là điều quan trọng nhất. Chân giò mình sẽ phải lựa chọn là chân giò trước và bên bắp hoa. Thì cái đó nó làm cho cái chân giò bó tròn và nó rất là đẹp về hình thức. Và ăn nó đúng là cái thịt chân giò mà nó không bị nạc quá, nó cũng không bị mỡ mà nó có vừa dắt gân. Thứ hai là món đậu là món gọi là chính của cái món bún đậu. Thì cái đậu này là mình là lựa chọn là đậu mơ. Vì thực ra đậu được làm trong quá trình làm thì cái việc quan trọng nhất của việc làm đậu là nguồn nguyên liệu là đậu nành và được giữ sạch. Thì đậu mơ cũng nổi tiếng rồi. Thực ra là một người tay ngang vào với cả làm nghề hàng ăn thì mình nghĩ là mình ăn sao thì mình sẽ làm như vậy. Và mình hãy bắt đầu bởi những thứ mà nguyên vật liệu ngon nhất đã có tiếng. Chả cốm thì cũng là chả cốm ước lễ. Ước lễ. Vâng. Chả ước lễ thì cái vị cốm của nó thơm nhẹ và nó không có cái phẩm màu. Thì chả được khi mà được chiên nóng lên thì nó có độ dẻo và dính dính của cốm. Rồi sụn. Đó là một cái món mà khá là khó trong làm. Thực ra là cũng sẽ được người mà chuyên môn họ chỉ. Thế còn nó nuôi chiên này hay là rau với cả dưa rồi là một chút dạ dày heo. Thì em nghĩ là cái món ăn này, mà nghĩ là món ăn này nó sẽ lên được một cái tổng thể những cái vị. Và khi chấm mà mắm tôm nó đều hợp. Thế mắm tôm này là mình có tuyển lựa đặc biệt gì không chị? Đấy. Nói về mắm tôm thì phải nói để anh Long anh nói. Đây. Thì đã nói thực sự là mình cũng mới làm cái món mắm tôm này, chắc không phải là thế, là mình mới biết được cái phương cách để cách ủ và cách làm cho mắm tôm nó ngon. Nguồn gốc của mắm tôm quan trọng nhất là cái nguồn gốc của mắm tôm thì mình lấy cái mắm tôm ở Ba Làng, Thanh Hóa. Nhưng mà quan trọng nhất là phải cách ủ và cách pha chế làm sao cho mình hợp cái khẩu vị của người Bắc mình. Thế vì thường thường thì trong Nam thì người ta ăn hơi ngọt hơn. Cũng như món pha lấu về mình làm này thì thường ở trong Nam thì nó sẽ rất ngọt. Thì nó không hợp. Đây mình chỉ làm ngoài Bắc mình bằng nước dừa. Nên là đôi khi là mình sẽ về mình chế lại, mình làm lại làm sao cho hợp khẩu vị của Bắc. Còn mắm tôm thì cơ bản rất là cái chất nó phải rất là ngon, cái chất cốt của mắm tôm là ngon đã. Cứ mua loại đắt nhất. Quan điểm là cứ mua loại đắt nhất thì sẽ ngon nhất. Mắm tôm ngon. Còn cái phương thức mà để pha mắm tôm thì đôi khi là mình phải lựa chọn làm sao cho khách hàng nó cảm thấy là số lượng lớn, số lượng 10 người thì phải 6-7 người người ta cảm thấy mắm tôm mình ngon. Thực ra ở ngoài Bắc mình có một cái là ăn mà rất là nhiều nơi vùng miền đến thích món ăn ở Hà Nội, nhưng Hà Nội hay có bị một cái lúc trước ấy, là mì chính, tức là cho bột ngọt và mì chính quá nhiều, thế đâm ra là cũng bị gây một cái kiểu ác cảm về cái vị và gây khó chịu về cái tác dụng phụ của cái mì chính. Thế thì khi mà điều chỉnh lại thì khi mà làm món ăn thì mình biết ngay là gì, để mà không phải có cái ngọt của mì chính thì chất của nguyên liệu nó phải ngọt.
và mình thế, còn mình cũng ở ngoài Bắc này thì sẽ không dùng ngọt đường mà mình sẽ dùng ngọt của nước dừa, của cái thứ tự nhiên, kể cả trong giả cầy thì cũng dùng nước dừa, trong phở lấu cũng dùng nước dừa, mắm tôm thì mình dùng, tức là cái nguồn mắm ngon. Chứ bình thường anh ăn mắm tôm các nhà hàng khác thường họ cứ cho một cái hũ đường và để đường là mọi người pha vào đúng không? Một số người có lựa chọn kiểu muốn ăn ngọt hơn thì họ sẽ chủ động hơn, nhưng mà về cơ bản mắm của người Bắc là mặn. Vì người Bắc mình sẽ không có chế biến nhiều và thường là chế biến đơn giản, nhưng món chấm lại cực ngon. Nói chung là nghe anh chị nói là em đã cảm nhận được cái sự tỉ mỉ và chăm chút cho món ăn của mình rồi. Nhưng mà em đang có một cái thắc mắc này. Ví dụ chị là một cựu siêu mẫu, còn anh là một cựu cầu thủ bóng đá. Hai người bây giờ có một cái quán ăn rất là ngon như này ở giữa một cái khu phố đặc trưng của Hà Nội như này, thì anh chị đang nghĩ cái cách mà sẽ quảng bá đến cho mọi người như thế nào chưa? Ăn ngon thì mạnh nhau thôi chứ bây giờ mình cứ để hữu xạ tự nhiên hương à? Thực ra là người Bắc là thế đấy, rất là rất ngại nói về mình. Và nhưng mà ai đến thì cũng rất là nhiệt tình và nói về trình bày, nhưng mà thường là sẽ không tự quảng bá, sẽ không tự là ô cái này đến đây đi ngon lắm, mình không làm được. Và chắc như đấy thì cái cách thức mà quảng bá thì chắc phải hỏi Nam. Chưa chạy Facebook bao giờ đúng không? Chưa quảng bá quán hữu xạ tự nhiên hương là quanh ở đây thì là cái khu vực công sở ấy, mà họ đi qua đầu tiên là ăn thử xong rồi có những người khách hàng bảo ơ em nghỉ chủ nhật à, sáng thứ hai lại đến ăn và ăn nguyên một tuần. Nếu mà ơ cửa hàng nghỉ chủ nhật là chỉ dừng có mỗi chủ nhật, còn thứ hai lại tiếp tục. Trời ơi, tức là có những người khách mà ăn thành hàng ngày, nghiện luôn đấy ạ. Tức là ăn thấy ngon và thấy hợp, nói chung là với cả của mình cũng là đa dạng món ăn nữa. Ví dụ chỉ một món thôi thì ăn nhiều nó cũng sẽ ngấy đúng không? Nhưng ở đây thì có nhiều món ăn, ví dụ hôm nay thì ăn mẹt bún đậu này, hôm sau thì có thể là ăn giả cầy này hoặc là phá lấu này đấy. Và nói chung là Nam cũng thấy rằng là cũng có sự tỉ mỉ chăm chút cho từng cái nhỏ một, ví dụ như cái trà mà thêm này không phải trà bình thường mà đây là trà xanh đúng không ạ? Trà tươi, mình trà tươi. Mọi người ăn trà, món mắm là sẽ chịu. Trà tươi này là anh là hàng ngày hãm à? Hàng ngày hãm. Hãm là cái nồi kia, nồi to cơ chứ không phải là hãm mà có phích đâu. Vâng. Hãm nồi to thì đôi khi nó cũng hơi khó hơn một tí. Vâng. Vì mình đâu cho tất cả những người ăn. Vâng. Thế nhưng bây giờ cái thời đại, bây giờ thời đại 4.0 mà chị mà cứ để hữu xạ tự nhiên hương này thì mình sẽ gặp một cái thời gian khó khăn ban đầu. Đấy, và bây giờ các bạn trẻ hay mọi người thường là đi theo những cái làn sóng ấy, những cái trend ấy. Đấy, thì bây giờ nhá, thì nếu mà để tóm lại trong vòng 3 cái tính chất mà nổi bật nhất của cái tiệm nhà mình, tiệm bún đậu mắm tôm Trần, thì chị bây cho chị nói 3 câu thôi, thì chị sẽ nói câu gì để mọi người tới đây? Thứ nhất là sạch, thật sự sạch, sạch từ trong 3 câu thôi mà. Tôi xin lỗi. 3 câu. Tức 3 từ hay 3 câu? 3 câu. 3 câu. Anh nghĩ bạn này sẽ hơi khó kiểu. Em định nói 3 từ nhưng em nghĩ là thì 3 câu. Trước khi Ngọc nói thì anh cũng là cái khách hàng mà trải nghiệm một vài lần đây rồi, thì nếu như là cái đề bài của Nam 3 câu thì thứ nhất anh thấy là sạch, thứ hai nữa là chuẩn bị Hà Nội, và thứ ba là vô cùng thực hiện. Thế còn người chị? Trời ơi, anh nói mất từ sạch rồi, nhưng mà cũng dùng lại là thứ nhất là nguyên liệu món ăn là phải sạch, thứ hai là tươi, và thứ ba là ngon. Thế còn anh? Mình nghĩ là nếu mà ba câu thì nhiệt tình, dịch vụ đấy đúng không ạ? Chủ quán đẹp trai, cao to, đồ ăn sạch sẽ và giá cả không phải chăng. Vâng. Còn đối với em thì em nghĩ rằng cái vị trí ở đây cũng là một cái điểm cộng, khi mà cũng khá là vắng vẻ, mà vỉa hè được mình cũng thoải mái ngồi vỉa hè ở là số 7 Vũ Hữu Lợi. Thì tới đây thì mọi người có thể là ngồi dưới những tán cây bàng này, cây bàng mùa côi mùa đông này đấy. Rất là, ở đây có bức ảnh mà nhìn lên trời thôi là thấy rất là đặc trưng Hà Nội luôn đấy.
và ngồi đây thưởng thức một món ăn như này. Ví dụ những cái món này thì em thấy rằng là ngoài những người ở Hà Nội ra thì những bạn mà ở tỉnh khác ấy, họ khi tới Hà Nội họ cũng rất muốn thử cái hương vị này. Tất cả những người bạn và người chị mà ở miền Nam hay là ở sinh ở nước ngoài về ăn thử, ở Nhật về ăn thử, và còn cả một người bạn ở Mỹ về bảo trời ơi em ăn cái món này 40 đô ở Mỹ không thể tiêu hóa được, mà về đây em xúc động luôn. Thực ra là món này nó là cái tinh túy mà mình... món Hà Nội thì về Hà Nội ăn nhé, món Hà Nội sang Mỹ ăn. Có rất là nhiều người về thử và đều hài lòng về món ăn rồi. Thì mời mà mọi người thôi cũng nhỏ dài rồi đấy. Rồi bây giờ thưởng thức thôi. Đấy. Thường là mọi người sẽ cho ớt vào mắm tôm này và thêm quất. Đấy. Và cái điều thú vị mà những ai mà chưa quen món này hay chưa ăn món này ấy, thì sẽ không biết đấy là khi mà đánh lên này, thì nó sẽ xù hết cả lên nhỉ. Đấy. Nổi bọt, bông hết lên. Bông lên thì tức là những cái phần tử hương vị, mùi vị ấy, nó sẽ được nó được đánh thức. Và khi mà chúng ta chấm miếng vào thì là nó quện vào. Quện một lớp tưởng là nhiều nhưng mà thực ra một lớp rất mỏng vào. Đây ví dụ như là xem bạn ấy chấm cái đậu mơ, đậu phụ mơ đấy. Công nhận mắm tôm chuẩn vị cũ đấy. Duy nhất ở đây thì mình được ăn cái mắm tôm như ngày xưa hồi nhỏ mình ăn. Duy nhất ở đây. Rồi. Mọi người cứ thử đi. Chọn cái góc mà... góc này quay ra đẹp hơn. Đây em ngồi đây. Không anh cứ ngồi đi. Anh cứ ngồi đi. Chủ quán ăn luôn không? Không. Chủ quán chính là phải làm. Còn chỉ có người le ve như mình được ăn. Chị trà nguội và trà đá đi cho nó. Hôm nay nếu mà trời lạnh mà cứ ăn uống rồi thì là nó có cả cây, có một chút. Cái gì làm nó cũng phải thành một cái kỹ năng mà mình học đi diễn nhiều lắm, nhưng mà lúc mà kiểu mình thấy mọi người like theo một cái cách khác hẳn ấy, còn hay là có thể là mình đi diễn thì mình không bao giờ nói, mình chỉ có diễn thôi, còn mình đi talk hay làm có người hỏi mình trả lời. Nhưng mà đúng là để mà chủ động mà có chủ đề khó nhỉ, có chủ đề thì còn khó chứ đừng nói rồi. Thế là chị chưa quen mấy ấy thôi. Cái lá cái nước trà xanh này mà dù người nào buổi sáng mà chưa ăn thì cũng là xanh. Yêu muốn viết là say. Món này món của thằng Quân Sài Gòn. Hôm nay em về, hôm nay em ra đây ông dạy cho anh một ngày. Món này là... đây là mình làm luôn rồi kìa. Dạ. Mình làm luôn rồi. Đấy em làm về nó cứ làm luôn. Cứ đứng tụ tức rồi. Làm một hôm thôi. Cũng như Nam ấy, cái bún này là gọi là chắc chắn là sẽ là củ sạch. Bởi vì anh và Ngọc như là cô em bây giờ cũng tất công sang tận mạnh tràng để cổ loa xem cái phương thức người ta làm như thế nào. Cái bún này người ta bình thường ấy thì cái bún này người ta ngâm rất ít thời gian, nhưng cái bún này nó ngâm lâu chắc cái nước chua đi. Cái bún nào nó trắng ấy thì là mạch trắng nó cũng có, nhưng mà trắng thì nó ngâm ít thì mới là cho người ta
không hàng xe cao chí gì cho nó sẽ trắng trắng ra. Nhưng mua này nó ngâm lâu thì nó cũng phải bổ như này. Mình cũng thấy là đặc biệt là xem tưởng tượng những cái vào năm 4, năm 1, năm đầu là mùi khó chịu lắm. Nhưng nhà hàng đấy lại không có mùi. Đây đặc biệt là cái ngâm hàng thùng thùng gạo to này. Cứ bao giờ nước là mùi rất là khủng khiếp. Lúc nào mà nước người ta hết, ta vớt hết ra lại đổ lại thay nước mới. Chua. Làm sao cái gạo nó lúc nào cái nước mới sống còn trong thì nó ta lấy cái gạo ta mới bắt. Đúng rồi. Món ngon này mình quên món rượu đi. Chơi thì có không? Có nhưng mà xin cốc nhìn thèm quá. Hỏi lắm mà không có rượu thì hơi lạ. Bị cái tính xấu. Nhìn đồ ngon rồi. Với những hàng quán ẩm thực ở Hà Nội mà những người đầu bếp hay là những người mà điều hành cái quán đấy mà từ những cái thế hệ trước ấy thì họ tuân theo cái quy tắc là hữu xạ tự nhiên hương, thậm chí là có những nơi mà còn bún mắng cháo chửi như các bạn đã biết rồi đó. Nhưng mà đó là cái chuyện mà tiêu cực đó thì là thuộc về còn thế hệ xưa nữa, còn bây giờ thì mọi người đón nhận cái văn hóa ẩm thực một cái tinh thần rất là tích cực và chào đón anh em bạn bè. Ví dụ như là ở trong cái quán bún đậu ngày hôm nay tôi ghé thăm, và tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà để giúp cho chị Ngọc hay là anh Long để mà quảng bá đến cho các bạn một cái video gì đấy kiểu câu khách giật giật thì có lẽ Nam không phải là phong cách của Nam, nhưng mà Nam sẽ truyền tải cái clip này với một cái tinh thần là đúng là hữu xạ tự nhiên hương, sẽ là dỉ tai bạn bè mách nhau là chúng ta hãy thử đi những cái đây cũng là bún đậu mắm tôm, nhưng mà cái nguyên liệu thì nó đã có cái sự tinh chỉnh, có cái sự mà tinh tế lựa chọn khác ở những cái nơi khác rồi. Hãy đến và thử, đặc biệt là Nam rất là thích cái mùi vị của mắm tôm hay là cái bún mạch tràng, cái loại mà nó hơi đục đục này, nó ăn nó không có cái vị chua như là bún bình thường đâu, cũng như rất nhiều cái nguyên liệu khác cũng khá là thú vị đấy. Còn bây giờ thì có lẽ Nam sẽ ăn với mọi người tiếp đây để cùng thưởng thức một cái buổi trưa mùa đông rất là ấm áp như thế này. Hy vọng rằng là sẽ có dịp gặp lại các bạn trong những clip sau cũng như hoặc là trong một cái địa điểm nào đó. Bây giờ thì xin chào.